Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vừa có cuộc họp với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì ở Bắc Kinh. Hai bên biểu lộ những ý kiến khác biệt về tranh chấp Biển Đông và bạo loạn ở Syria, nhưng vẫn giữ hòa khí chung. Tôi xin nhắc lại là Hoa Kỳ sẽ không đứng về bất kỳ bên nào trong vấn đề tranh chấp lãnh hải. Mối quan tâm của chúng tôi dành cho việc duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật quốc tế, tự do di chuyển và không cản trở luật giao thương. Là bạn với tất cả các nước có liên quan, chúng tôi tin rằng việc Trung Quốc và khối ASEAN tham gia vào quá trình ngoại giao để tiến đến mục đích chung là hành xử có chuẩn mực vì lợi ích của tất cả mọi người. Vấn đề tranh chấp chủ quyền ở đảo Nam Sa, những lợi ích chồng chéo nhau và vấn đề sở hữu các khu vực ở Biển Đông cần được các nước có liên quan trực tiếp bàn bạc dựa trên sự tôn trọng chứng cứ lịch sử và luật pháp quốc tế và phải được dàn xếp giải quyết bằng thương lượng trực tiếp một cách thân thiện. With respect to Syria, it is no secret that we have been disappointed by Với tất cả tôn trọng dành cho Syria, cũng xin nói thẳng là chúng tôi thất vọng bởi các hành động của Nga và Trung Quốc gây khó khăn cho những nỗ lực tìm giải pháp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục đoàn kết tìm ra con đường kết thúc bạo lực ở Syria. We hope that China and the United States will work together. Cũng như rất nhiều quốc gia khác, chúng tôi ủng hộ giai đoạn chuyển đổi chính trị ở Syria. Chúng tôi tin rằng bất kỳ giải pháp nào cũng nên đến từ chính người dân Syria và phản ánh quyền lợi của người dân Syria, không nên đến từ phía bên ngoài. Tất nhiên là chúng tôi vẫn luôn phản đối những hành động đơn phương làm ảnh hưởng và thiệt hại tới quyền lợi của các nước khác. Đây là điều chúng tôi không thể chấp nhận. Đây là chuyến thăm thứ ba của bà Clinton tới Đông Nam Á kể từ hồi tháng 5 năm nay.